Triệu Lệ Dĩnh công bố điều này ngay đầu tháng, khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lệ Dĩnh vừa công bố lịch trình tháng 8 để người hâm mộ nắm bắt, trong đó, ngoài chụp ảnh tạp chí thì nàng Tiểu Hoa tiết lộ sẽ có tới 2 hoạt động thương hiệu vào các ngày 13 và 18 tháng 8. Điều này khiến người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cô nàng chịu xuất hiện trong các hoạt động công khai, chứ không còn im ỉm đi du lịch hay lặng mất tâm như tháng trước nữa. Từ sau khi đóng máy phim điện ảnh Hổ Lan Chi Lộ, Triệu Lệ Dĩnh gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng, cô không tham gia game show, cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Lần xuất hiện công khai gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh là tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan hồi cuối tháng 6, bởi vậy, có thể thấy người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh vô cùng nhớ thần tượng. Cầu được ước thấy, Triệu Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tháng 8 này, thậm chí, có tin đồn cho biết, cô nàng sẽ tham gia một show giải trí về đề tài du lịch, cùng với bạn thân Trương Bích Thần trong thời gian tới. Hiện Triệu Lệ Dĩnh không còn liều mạng đóng phim liên tiếp như trước nữa, cô dần chuyển hướng sang việc lựa chọn những tác phẩm thực sự chất lượng, về cả kịch bản lẫn ekip sản xuất và bạn diễn. Sự thành công của Hạnh Phúc đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù vẫn chưa chạm tay được vào giải thưởng của giới chủ lưu, nhưng nhiều khán giả cho rằng chỉ riêng việc được đề cử 3 lần tại giải Bạch Ngọc Lan cũng cho thấy thực lực xứng đáng được công nhận của Triệu Lệ Dĩnh. So với những nàng Tiểu Hoa cùng lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm không bằng, nhưng chậm mà chắc, dần nỗ lực đạt được những thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, việc cô không còn chú trọng những kịch bản ngôn tình với bạn diễn nam trẻ tuổi, lưu lượng cao, cũng được coi là bước đi sáng suốt của Triệu Lệ Dĩnh. Ở tuổi của cô hiện tại, khẳng định bản thân bằng diễn xuất và những tác phẩm chất lượng mới là lựa chọn tốt nhất để chinh phục khán giả. Ở thời điểm hiện tại, khi đã nắm trong tay lưu lượng lớn và thực tích truyền hình vượt trội, thì việc Triệu Lệ Dĩnh muốn chuyển sang điện ảnh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Triệu từng thất bại khi đóng phim điện ảnh, nên cô cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng về dự án mà mình sẽ thực hiện. Trong tay Triệu Lệ Dĩnh hiện vẫn còn Dữ Phượng Hành đóng cùng Lâm Canh Tân chưa lên sóng, bên cạnh đó là phim điện ảnh Hổ Lan Chi Lộ, về đề tài buôn người, với bạn diễn là nam diễn viên phái thực lực Tiêu Ương. Có tin đồn, Triệu Lệ Dĩnh nhận lời diễn vai khách mời cho một phim điện ảnh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhưng hiện tin tức này chưa được xác thực. Dương Tử quyết tâm hơn thua đến cùng với Thành Nghị sau gần một năm chia tay. Bộ phim Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, sau ít ngày chiếu trên nền tảng trực tuyến IQIYI, đã thành công lấy được giấy phép chiếu đài. Theo tiết lộ, phim sẽ lên sóng đài CCTV8, bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 tới, trong khung giờ vàng 21 giờ. Tin vui này đang khiến các fan phim vô cùng mong chờ và tự hào. Đáng nói, Liên Hoa Lâu vừa thông báo chiếu đài, trên mạng bất ngờ lan truyền tin đồn, Trường Tương Tư do Dương Tử chủ diễn, cũng có khả năng xuất đầu lộ diện trên đài Bắc Kinh. Trước khi trở mặt thành thù, Thành Nghị và Dương Tử có mối lương duyên đầy thú vị hơn, khi cả hai không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng Hoan Thụy Thế Kỷ, mà còn hợp tác chung trong siêu phẩm cổ trang Trầm Vụn Hương Phai. Bỏ qua những lùng xùng về việc Dương Tử bằng mặt không bằng lòng khi tham gia đóng phim, trên thực tế mối quan hệ của hai ngôi sao tương đối thân thiết và vui vẻ. Mặc dù Trường Tương Tư chiếu sau Liên Hoa Lâu, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy thành tích và hiệu ứng của Trường Tương Tư nhỉnh hơn hẳn. Ngoài việc dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về chỉ số nhân vật, truyền thông trên Linkay, Datawin, vai diễn Tiểu Yêu do Dương Tử đóng, còn đứng top 1, vượt mặt cả Tiêu Chiến vai Thời Ảnh trong Ngọc Quốc Giao, và Thành Nghị vai Lý Liên Hoa trong phim Liên Hoa Lâu. Trường Tương Tư chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Đồng Hoa, nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Tiểu Yêu, hay còn có tên khác là Cửu Giao, sống dưới thân phận nam nhi, hành nghề đại phu, chữa bệnh ở một trấn huyện nhỏ. Sau loạt biến cố xảy ra, thân phận thật của Tiểu Yêu dần dần được tiết lộ. Ngoài Tiểu Yêu, phim còn có 3 nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu và Thương Huyền. Nói thêm về Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, đây cũng là một trong những dự án trọng điểm của năm. Chuyển thể từ bộ các tường văn Liên Hoa Lâu, nội dung phim chủ yếu kể về cuộc đời nam chính Lý Liên Hoa, ông chủ y quán Liên Hoa Lâu, được người đời ca tụng là thần y, nhưng trên thực tế Lý Liên Hoa không hề biết chút nào về y thuật, mà anh lại có hứng thú to lớn đối với những vụ án ly kỳ trong chốn giang hồ. Màn thể hiện của Thành Nghị trong phim đang nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không còn là tin đồn, Lưu Diệc Phi công khai danh tính chồng sắp cưới. Trong 2 năm trở lại đây, Lưu Diệc Phi chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài đóng điện ảnh. Sự trở lại với Mộng Hoa Lục và Đi đến nơi có gió của thần tiên tỷ tỷ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng. Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chính thức xác nhận sẽ trở thành nữ chính trong dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Câu Chuyện Hoa Hồng là bộ phim xoay quanh nữ chính Hoàng Diệt Mai, Một cô gái xuất thân thư hương thế gia, từ một cô gái trẻ ngây thơ, Diệc Mai dần trưởng thành và làm mẹ đơn thân. Những sóng gió trong cuộc sống và cả tình cảm giúp cô gái năm nào trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Sau khi thông tin về câu chuyện Hoa Hồng được đăng tải, nhiều khán giả đã rất tò mò về dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là ba anh chàng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Hoàng Diệt Mai là Trang Quốc Đống, người theo đuổi nữ chính, Phương Hiệp Văn, chồng nữ chính, và Phổ Gia Minh, người đàn ông tri kỷ của nữ chính. Đến nay, thông tin về Phương Hiệp Văn, chồng Hoàng Diệt Mai đã chính thức hé lộ. Theo đó, mới đây phía phòng làm việc của Lâm Canh Tân đã đăng tải đoạn video nhật ký làm việc của nam diễn viên, trong đó có cảnh anh chàng xuất hiện trên phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng, với tạo hình của Phương Hiệp Văn. Đây là phân cảnh Phương Hiệp Văn cầm một bông hồng vàng, ngồi chờ Hoàng Diệt Mai. Với tiết lộ này, nhiều khán giả mong đợi sắp tới sẽ được thấy hôn lễ của Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân trên màn ảnh. Theo thông tin được đưa ra trước đó, Hoàng Diệt Mai và Phương Hiệp Văn sẽ có với nhau một cô con gái. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của cả hai không kéo dài được lâu. Tuy nhiên, đây cũng là sóng gió giúp cho nữ chính trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn trong bước đường sau này. Dương Mịch vừa xuất hiện đã khiến khán giả réo gọi Cúc Tịnh Y. Dương Mịch được biết đến là một trong những tiểu hoa 85 nổi tiếng bậc nhất màn ảnh hoa ngữ hiện nay, từng được coi là đối thủ xứng tầm của Triệu Lệ Dĩnh. Dương Mịch hiện tại lại đang phải vật lộn với những bước ngoặt mới trong sự nghiệp, sau khi rời công ty quản lý cũ, để phát triển con đường diễn xuất độc lập. Dẫu vậy, mọi động thái của cô nàng vẫn gây tò mò cho công chúng, đặc biệt là mỗi khi nữ diễn viên này xuất hiện tại các sự kiện lớn. Mới đây, những hình ảnh của Dương Mịch tại buổi tổng duyệt cho concert cá nhân đã bất ngờ được đăng tải. Trong đoạn video, Dương Mịch đang kiểm tra âm thanh qua tai nghe trình diễn, cô nàng tỏ ra khá tập trung, thậm chí còn lắc lư theo nhạc. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, cùng nhan sắc mỹ miều khó có ai sánh kịp của Dương Mịch, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng, càng ngày nữ tiểu hoa 85 lại càng có vẻ ngoài giống đàn em Cúc Tịnh Y, cùng sở hữu nước da trắng sáng, khuôn mặt thon gọn, với những đường nét thanh tú. Không lạ khi cả hai nữ diễn viên xinh đẹp thường xuyên bị đem ra so sánh với nhau. Một số bình luận của khán giả xem video này cứ có cảm giác Dương Mịch giống Cúc Tịnh Y, nhưng mà lại có nét đẹp mặn mà đặc biệt hơn. Khí chất của Dương Mịch đúng là không đùa được, nhiều khi lên phim hơi bị dìm chứ càng nhìn lại càng thấy bị thu hút. Dương Mịch lấy lại được phong độ rồi. Ban đầu nhìn quen quen, hóa ra càng ngày càng giống Cúc Tịnh Y. Được biết trước đó, Dương Mịch và Cúc Tịnh Y cũng nhiều lần bị bắt gặp đụng hàng nhau. Tuy đều có ngoại hình xinh đẹp, nhưng nếu xét trên phương diện danh tiếng, Dương Mịch chắc chắn đã chiến thắng trước đàn em. Mặc dù chưa được xếp vào hàng lưu lượng, Cúc Tịnh Y vẫn đang được khán giả mong chờ sẽ trở thành tiểu Dương Mịch tiếp theo của Cbiz. Ảnh cam thường của Dương Tử gây bão mạng, còn ai dám chê chị phẫu thuật hỏng. Dương Tử không sở hữu nhan sắc quá đổi kinh diễm, bản thân nữ diễn viên cũng chưa định hình được phong cách cá nhân riêng, nhưng khoảng thời gian gần đây, ngôi sao Trầm Vụn Hương Phai liên tục khiến netizen phải kinh ngạc vì trạng thái quá tốt, xinh đẹp và cực rạng rỡ. Ngay cả người không mấy yêu quý Dương Tử cũng đều cảm nhận được sự thay đổi vượt bậc của cô nàng. Vừa qua, khi những tấm hình chụp Dương Tử bằng cam thường, không qua chỉnh sửa, được lan truyền trên mạng, đã thu hút một lượng lớn người quan tâm và theo dõi. Mặc dù từng bị mỉa mai là người không thể sống thiếu Photoshop, nhưng rõ ràng qua góc máy chụp vội của người qua đường, hay thông qua những tấm ảnh gốc, có thể thấy nhan sắc Dương Tử vẫn rất gì và này nọ, khá hút mắt người nhìn. Một số bình luận của cư dân mạng: bà Tử không kiểu đẹp sắc sảo, nhưng nét đẹp ưa nhìn nha, cưng cưng dễ thương. Hồi xưa bà mặc đồ với trang điểm hơi dìm hàng thôi, chứ sau đợt làm răng, thấy Dương Tử xinh mà, dạo này xì tai cũng lên trình hơn hẳn. Không phải fan nhưng mà tớ thấy Dương Tử luôn đẹp ấy, không biết sao bị chê dữ vậy, lúc hương mật tựa khói sương là đỉnh cao nhất. Cứ chê người ta lạm dụng Photoshop đi, không có Photoshop, chị tôi vẫn xinh bá cháy luôn nhé ạ. Nói gì thì nói, phải công nhận dạo này Dương Tử thăng hạng nhan sắc thật. Dương Tử chạm ngõ màn ảnh từ bé, nhưng hào quang chỉ thực sự tìm tới nàng tiểu hoa sau khi Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật lên sóng. So với những diễn viên cùng lứa khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Đàm Tùng Vận, Dương Tử của hiện tại không chỉ có lưu lượng cao, mà thực tích phim cũng tương đối ổn áp. Tuy đôi lúc diễn xuất của cô còn bị nhận xét là trồi sụp, song nhìn vào mặt bằng chung, Dương Tử vẫn nhỉnh hơn nhiều sao nữ khác. Hậu Trầm Vụn Hương Phai lên sóng vào hè năm 2022, Dương Tử tiếp tục công phá màn ảnh nhỏ với siêu phẩm Trường Tương Tư, hợp tác cùng Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ. Phim đang nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả, cũng như thu về loạt thành tích ấn tượng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.